Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của The Tech Pro. Quý vị biết đấy, với thời đại của chúng ta ngày nay, với rất nhiều tiến bộ của khoa học công nghệ thì chúng ta có thể gần như là mua sắm tất cả mọi thứ ở trên mạng, ở trên Internet. Và The Tech Pro thì cũng thế thôi, chúng tôi cũng có áp dụng tất cả những cái biện pháp hỗ trợ quý khách hàng muốn mua sắm online. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là một biện pháp rất là hữu ích cho các khách hàng không thể đến showroom của Apple dù là bất cứ lý do gì, có thể là quý khách hàng xa quá, cũng là bận quá, hoặc đơn giản chỉ là muốn mua mọi thứ online. Và quý vị nghĩ sao nếu tôi nói rằng quý vị hoàn toàn có thể đặt làm nội thất tủ bếp từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng cũng có thể, hoàn toàn có thể. Với Apple, quý vị chỉ cần có một chiếc điện thoại di động thế thôi, hoặc là laptop hay máy tính để bàn có kết nối Internet là quý vị hoàn toàn có thể đặt được cho mình một bộ tủ bếp hay những phụ kiện nội thất khác. Đúng vậy đấy, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những công cụ mà đang có mặt tại trên trang web của chúng tôi, nội thất pro.com, để giúp cho quý vị có những cái nhìn, có những trải nghiệm chân thực nhất về nội thất, về sản phẩm dịch vụ của Apple ngay tại nhà. Đầu tiên đó là công cụ thiết kế, tự thiết kế nội thất. Vâng, quý vị không cần phải là một thiết kế viên chuyên nghiệp hay là một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp mà vẫn có thể hình dung ra, tự chọn cho mình một mẫu nội thất, một mẫu tủ bếp mà quý vị cho rằng phù hợp với căn nhà của mình. Quý vị có thể chọn mẫu và sau đó là chọn những màu sắc cho từng thành phần của nội thất nhà mình. Như là ví dụ như là tủ bếp, chúng ta không hoàn toàn có thể chọn mặt đá này, chọn màu tủ trên, màu tủ dưới, chọn màu kính, và chúng ta có thể hoàn toàn lưu bản thiết kế những màu sắc mà mình đã chọn về máy tính để bàn hoặc về điện thoại của mình, hoàn toàn miễn phí, hãy tự mình trải nghiệm nhé. Công cụ thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây đó là công cụ xem nhà mẫu với công nghệ thực tế ảo 360 độ. Ở ngay màn hình chính của trang web nội thất pro.com có một mục đó là VR 360, viết tắt của Virtual Reality 360 độ, một công cụ mà rất ít các đơn vị thi công nội thất, thiết kế nội thất có. Giao diện tôi đang để trên màn hình đây là giao diện của máy tính, nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn xem trên điện thoại di động thông minh. Và công cụ này thì cũng có rất nhiều thứ hay ho, quý vị có thể hoàn toàn tự mình di chuyển hoặc để cho nó tự chỉnh phát. Ngoài ra những cái chấm tròn tròn ở trên này đó là quý vị có thể di chuột vào và xem được đó là chất liệu gì. Công cụ 360 độ giúp cho quý vị có một cái nhìn toàn cảnh về căn nhà mẫu mà chúng tôi đã dựng lên là thiết kế 3D đây. Và một điều hay ho nữa đó là nếu quý vị có kính thực tế ảo VR thì có thể hoàn toàn kết nối với máy tính hoặc điện thoại di động để có như là đi, chúng ta đứng ở trong căn nhà đó vậy. Hãy thử xem. Thứ ba đó là công cụ so sánh, một công cụ rất hay để quý vị so sánh những chất liệu, những ưu điểm, nhược điểm hay là những tính năng nói chung của những chất liệu gỗ mà nội thất Apple đang cung cấp. Với công cụ này thì chúng ta sẽ chia ra làm hai bảng và chúng ta có thể chọn tối đa hai chất liệu gỗ mà chúng ta muốn tham khảo ở đây, và hệ thống gần như phản hồi ngay lập tức với những dữ liệu mà chúng tôi đã upload lên sẵn. Quý vị có thể có được cái nhìn tổng quát nhất trong thời gian cực kỳ ngắn, gần như phản hồi ngay lập tức. Và công cụ cuối cùng đó là kiểm tra bảo hành sản phẩm dành riêng cho những quý vị đã là khách hàng của The Tech Pro. Ở phần hỗ trợ khách hàng chúng tôi có cái mục là kiểm tra bảo hành sản phẩm. Quý vị có thể điền tên và số điện thoại để kiểm tra xem các sản phẩm và phụ kiện nhà mình có còn bảo hành không. Và đó là những công cụ rất là hay ho đang có mặt ở trên trang web của chúng tôi, nội thất pro.com. Quý vị hãy lên đó và tự mình trải nghiệm những công cụ vô cùng tuyệt vời này nhé. Và quý vị cũng đừng hiểu lầm tôi, vẫn tất nhiên chúng ta vẫn tốt nhất là nếu mà có thể hãy đến showroom của Apple để trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm cũng như là dịch vụ của chúng tôi tại đây. Bởi vì những tính năng này cũng chỉ là công cụ để hỗ trợ, là để tối giản hóa các cái bước tham khảo của quý khách, như là mình thay vì mở một cuốn sổ hay là tra các cái mã màu của ăn cường ở trên Internet với vô vàn thông tin, thì bây giờ chúng tôi đã tối giản hóa, chọn lọc hơn các cái thông tin đó để đưa lên trang web với mục đích là để cho quý vị tham khảo, cũng như là có thể sẽ tin tưởng Apple hơn và liên lạc với nội thất Apple để có những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Và quý vị thấy video này như thế nào? Nếu thấy hay, bổ ích, hãy cho chúng tôi một like video này và ấn vào nút subscribe cùng nút chuông nho nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào của nội thất Pro. Video đến đây là hết rồi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.